không nói gì cả. Đụng vào tòa đại sứ của một quốc gia có nghĩa là xâm lược vào quốc gia đó. Đúng rồi. Rồi, bây giờ quay trở lại chương trình đọc truyện tào lao của Bác Lúa Mười tối hôm nay. Thưa quý vị, còn 30 phút nữa, Trần Quang cố gắng chia sẻ với quý vị một câu chuyện tối thứ bảy không thể thiếu được. Câu chuyện hôm nay là một song kiếm hợp bích, bởi vì một ông lúa mười đã làm cho chúng ta tào lao rồi, thêm một ông nữa. Quý vị có đọc truyện, quý vị có biết có người có tên là Tràm Cà Mau. Có ai đó đọc truyện thì hiểu đến một nhân vật có tên là Tràm Cà Mau, một người ở Cà Mau viết truyện về miền Tây rất là hay. Thưa quý vị, câu chuyện tào lao tối hôm nay là đàn bà xấu xí. Nó còn có thêm ba chữ nữa. Ok, bản cáo trạng. Chứ không phải là bao nhiêu không. Mời quý vị bước vào chương trình đọc truyện tào lao như sau. Bác Lúa Mười mở đầu bằng những câu sau đây. Tôi hay đọc bài của tác giả Tràm Cà Mau. Thấy cái bút hiệu thì đoán ngay là người sinh trưởng ở cái Phâu Câu của nước Việt. Phâu Câu là chỗ nào quý vị biết rồi đúng không? Giọng dân miền Tây rặt thì đúng là dân Cà Mau rồi. Cũng viết cà kê dê ngỗng. Chuyện này thoạt sang chuyện kia. Bài nào cũng dài như diễn văn của cán bộ cộng sản. Lượn hoài mà không tìm được bãi đáp. Có điều đọc thấy hấp dẫn, chứ không có vừa đọc vừa ngáp hay ngủ gục như các đại biểu quốc hội ở cái xứ Đông Lạc. Thưa quý vị, bác đang nói về những cái chuyện viết dài dòng hay là nói dài dòng. Tôi hay vô đọc trang báo Blog, báo Mai ở hải ngoại, chứ không phải là báo mới của vị cộng đâu. Hôm nay đọc được bài Người tù chung thân vượt ngục của ông Tràm. Ngạn lắm. Chỉ có Người tù chung thân vượt ngục của ông Tràm ngắn lắm, chỉ có 15 trang đánh máy, khổ 8.5 x 11 của Mỹ, sơ sơ chỉ có 8.402 chữ mà thôi. Tôi đọc hết một mạch, không bỏ một chữ nào. Tôi chỉ mạn phép ông Tràm Cà Mau trích cái phần cáo trạng. À, đó là lý do mà đàn bà xấu xí bản cáo trạng là như vậy. Tôi muốn viết cho chủ đề này một bài thôi. Vậy mà cũng đã 5 trang, gồm có 3.567 chữ rồi. Trời đất ơi, tôi xưa nay dông dài có tiếng, mà cũng phải bái cái ông Tràm này làm sư phụ. Như vậy tôi có thể viết thêm bao nhiêu chữ nữa để người đọc khỏi ngáp đây. Ngáp ngắn, ngáp dài, ngắn ngắn, ngắn lắm, viết chút xíu thì mệt sẽ nghỉ liền. Đó, báo trước rồi đó nghe. Ai làm biến, sợ bài dài thì nhấn nút biến, kiếm chỗ khác hợp với tính làm biến của mình. Ok. Rồi, mời mang ly cà phê, cái nồi, ngồi trên cái cốc ra đi. Vừa đọc chữ nghĩa của mười lúa tôi, vừa đọc chút ít của Tràm Cà Mau. Mệt thì cứ nghỉ ngang. Trước khi vô đề, tôi muốn kể một câu chuyện có thiệt. Có một thằng bạn thân, rất thân, bạn từ hơn nửa thế kỷ. Vì quá thân cho nên hay tò le đôi mắt. Mỗi khi có dịp ngồi vô qua vô lại vài chai bia, đọc Tràm Cà Mau lại nhớ tới nó, cho nên phải viết để mà phân ưu với nó, viết để an ủi nó. Vì khi đọc trích đoạn của Tràm Cà Mau mới thấy rằng cái khổ của nó chưa là cái thá gì so với nhân vật tên Hùng của ông Tràm. Bởi vì khi so sánh nó với người may mắn, nó sẽ thấy khổ trăm bề. Nhưng khi so nó với người bất hạnh hơn nó ngàn lần, nó sẽ sướng, thấy sướng mê ly, chân lý luôn à. Nó kể hai vợ chồng nó lái xe đi công chuyện. Nói chuyện trời trăng mây nước riết, rồi hết chuyện nói. Nó chợt nhớ đến đứa cháu gái ở Việt Nam, cho nên mới buột miệng.
em có biết con bé X, con của vợ chồng thằng Y, đã lên đại học chưa? Năm thứ hai rồi đó. Ồ, con bé mập lù, cái mặt bành trành, nháy mắt, đã là sinh viên rồi. Nghe vợ nói vậy, nó cũng thêm mắm, thêm muối, cho có vẻ là đồng chí, tâm đầu, ý hợp. Ồ, không phải là mập đâu, mà con mắt cũng ti hí thôi. Ông đừng có chê con mắt người ta ti hí này, ti hí nọ. Ai chê ông vậy, ông có chịu không? Hồi tôi lấy ông, ai cũng xì sầm. Con mắt ông nhỏ xíu, tôi mắt to, đẹp. Lấy ông á hả, con cái đứa nào cũng sẽ giống ông xấu quắc cho mà coi. Tôi nghe người ta chê ông, tôi khó chịu lắm, ông biết không? Nó kể tới đây thì kêu trời 2-3 tiếng. Mày coi đó, bà Stark chê con bé trước. Nào mập, nào cái mặt chành bành này nọ. Tao chỉ phụ họa cho có chuyện để nói vậy thôi. Vậy mà bà qua sang đây dạy đời tao. Thật sự chuyện chê người khác là điều không có đúng, không có tốt chút nào. Nhất là cái xứ Mỹ này, chê người khác là điều đại kỵ. Tao suy nghĩ cũng thấy hối hận lắm. Phải chi tự nhiên tao khởi đầu chê con bé mà bà nhắc nhở, thì tao nên biết ơn bà, chứ phiền hà cái đắc gì. Mình làm sai, có vợ ngồi kế bên nhắc tốt quá rồi. Đằng này bà là người chê trước, và sau đó thì lên giọng thầy đời dạy dỗ chồng con. Nhưng mà chuyện làm tao buồn nhất á, không phải ở cái chỗ thích làm thầy đời, mà ở cái chỗ bà lấy cớ để chà đạp tao, chê con mắt tao nhỏ. Mấy đứa con có cái gen của tao á hả, không giống mắt bà to là lỗi của tao. Tao nhịn, không có cãi, không có lý sự chi cho thêm chuyện. Nhưng tao vừa giận mày ơi, vừa giận vừa buồn. Từ đó trong suốt chuyến đi, tao tận khẩu không nói một lời nào nữa. Về nhà hả, cả ngày hôm đó tao không có thèm mở miệng đâu. Mấy ngày liên tiếp sau đó, tao cũng không muốn nói bất cứ chuyện gì với bà. Bà la bà la bà la, tao muốn vô chùa tu cho rồi. Tôi mới an ủi nó. Ở trên đời này đâu phải có chứ mình mà một mình mày khổ với đàn bà đâu. Socrates vì lấy nhầm bà chằng mà trở thành triết gia nổi tiếng. Mày biết chuyện đó chứ? Còn tổng thống Abraham Lincoln á hả? Một trong những ông tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ đã từng bị bà chằng của ổng hất nguyên một ly cà phê nóng vô mặt giữa cái đám đông. Hồi chưa làm tổng thống hả, ông ta đã là từng là luật sư đi dạo cùng với các đồng nghiệp cưỡi ngựa đi các tỉnh xa nhà hành nghề. Cuối tuần ai cũng nhớ vợ, hăm hở trở về nhà, còn ông ta thì không có thèm về. Mày chỉ bị bà vợ chà đạp một cái tội con mắt nhỏ thôi, ông Lincoln hả, có vô số tội. Nhìn hình ông ta thấy vô cùng khắc khổ. Xấu hổ mà, mặt toàn xương, không có miếng thịt nào hết á. Mó hốt, mũi nhọn quắc, tai to như tai voi. Chắc chắn mụ vợ ông ta chì chiết quanh năm suốt tháng, cho nên ông ta thà ngủ quán trọ, nằm chèo queo, tay kẹp bánh lái, chứ không có thèm gì ôm vợ đâu. Chưa hết mày biết không, còn đại giang hào Leon Tolstoy á hả, tiền tài danh vọng chắc ngất, nhưng ông ta bỏ hết cơ ngơi lang thang đi làm homeless, và cuối cùng chết cống ở một nhà ga trong một đêm đông lạnh lẽo. Lời ước sau cùng của ông ta là: đừng có bao giờ cho ông gặp lại cái mụ đàn bà đanh đá ở nhà. Chiêu thức của tụi nó xưa như trái đất, đem cái kẻ bất hạnh đó so với người bất hạnh hơn, sẽ làm cho họ thấy mình may mắn. It works. Nó cười. Tôi vừa trích ngang xương một phần bài viết của ông Tràm dưới đây. Đó là lời kể của người chồng Việt.
Tôi xin trích ngang xương một phần bài viết của ông Tràm Cà Mau dưới đây. Đó là lời kể của một người chồng Việt tên là Hùng, bỏ vợ vô chùa đi tu vì chịu hết nổi con vợ. Đứa con gái tên Dung nhờ người bạn thân của cha để giúp khuyên can người đàn ông gặp nhầm bệnh độc, hãy quay về với gia đình. Những lời ông Hùng nói với con gái tôi gọi là bản cáo trạng, viết lên những đoạn trường mà đàn bà đã gây cho đàn ông nói chung và cho chính nhân vật của Tràm Cà Mau nói riêng. Đàn ông đọc chơi, nếu thấy mình chưa đến nỗi bi đát như nhân vật Hùng thì hãy vui lên mà sống. Còn nếu khổ như y vậy hả, hay là khổ hơn nữa, thì kiếm chùa, cạo đầu, cắt đứt dây chuông, chứ đừng có giống như Lincoln hay Lev Tolstoy, kẻ kẹp bánh lái, người chết cống như 39 nạn nhân ở trong xe đông lạnh ở nước Anh vừa rồi. Cơm chai sáng mỏ chiều chuông, em hơn nhiều. Nhớ chỉ cơm chai chuông mỏ kinh kệ thôi nha, chứ đừng bắt chước mấy cái ngày đầu trọc thích giải vong, thích giải hạn, thích sinh khí, thích thanh quyết, thích làm em, thích nhặt tiền mà người đời dị nghị. Wow, thằng Quang thích câu này lắm á. Bởi vì ở Việt Nam bây giờ có rất là nhiều hòa thượng mang chữ thích, nhưng mà cái câu mà người ta nói gom ra nhất đó là thích đủ thứ. Còn mấy mụ thì sao đây? Đọc đi, xét mình một chút. Đàn ông khổ cũng đáng thương, chứ không phải chỉ có đàn bà mới khổ vì chồng hiếp đáp đâu. Mấy mẹ làm ơn mở mắt ra đọc dùm một cái. Thưa quý vị, bây giờ đây, nãy giờ chưa bao giờ vô tới câu chuyện. Bây giờ đây chẳng qua uống miếng nước rồi bắt đầu muốn vào câu chuyện đây. Đúng là chuyện tào lao không quý vị? Hiền Lê với chị Hoa Mai Nguyễn nói là vừa ăn là vừa nghe anh Quang đọc chuyện của Bác Lúa 10. Và rất là thích anh Trần Quang đọc chuyện. Rồi, nếu quý vị thích thì bắt đầu vào câu chuyện đây. Trần Quang nãy giờ đọc muốn khan cổ rồi mà chưa, chưa bước vào câu chuyện tào lao của bác. Bây giờ đây, mới bắt đầu đây. Và thường thường ấy, người ta nói là sau lưng người đàn ông thành công thì có một người đàn bà ngồi không. Kể, vậy thì bây giờ đây không biết ai sẽ là ngồi không đây. Nhưng mà đàn bà như đàn bà nào, chứ mà đàn bà như bà Thái Anh Văn thì ông Tập Cận Bình cũng phải té ngửa mà thôi. Thưa quý vị, bác vua câu chuyện như sau. Dung à, đây là cái phần trích của ông Tràm Cà Mau. Nhân sẵn có bác ở đây, bà nói ra cho con nghe, cũng để bác chia sẻ tâm sự của ba. Ba muốn nói với bác từ lâu nhưng chưa có dịp. Đời ba hả, có ba lần sung sướng nhất, xem như chết đi sống lại. Lần thứ nhất là ra khỏi trại tù cộng sản. Thoát tù ai không sung sướng cho được hả con? Nhất là cái thứ tù không có án, tù không có giới hạn giam giữ. Lần thứ hai là khi vượt biển đặt chân lên Mã Lai, dù bị dân của họ đánh đập xua đuổi nhưng thấy được ánh sáng tự do ngay trước mắt, mừng đến khóc luôn. Và lần thứ ba, ra khỏi chính nhà mình vào chùa đi tu. Ba thấy mình như một kẻ mang án chung thân thoát được ngục tù trong ba lần đó. Đem ra so sánh thì lần sau cùng này xem như sung sướng nhất, khoan khoái nhất. Ba là một kẻ nhu nhược hèn nhát. Ba tên là Nguyễn Hổ Hùng. Ba xấu hổ với cái tên của mình, chẳng có hùng hổ tí ti nào cả. Đáng ra phải đổi thành Nguyễn Dung Dế mới đúng. Chính ba cũng tự khinh mình. Tại sao vậy? Tại vì ba thương các con đó thôi, không muốn thấy gia đình mình lục đục, mất hạnh phúc. Không có muốn gieo vào tâm trí non nớt của các con những muộn phiền về một gia đình thiếu hòa thuận. Nó có thể sẽ ảnh hưởng suốt đời, ảnh hưởng tới việc học, tới tương lai của các con sau này. Nhưng ba cũng đã làm gương xấu cho các con về sự bất lực, yếu đuối, bị ức hiếp, bị chèn nén mà im lặng chịu đựng. Mẹ con nó ức chế ba trong mấy chục năm nay. Nói ra thì xấu hổ, nhưng có thật. Ban đầu chỉ muốn vì yên nhà, yên cửa cho nên chịu nhịn. Nhưng dần dà về sau,
nó thành cái nỗi hàn nhát, sợ hãi. Cái sợ nó xâm chiếm ở trong ba, không biết từ bao giờ, nhưng lo sợ thường trực. Sợ mẹ con, khi nào cũng nơm nớp lo sợ. Nghe tiếng mẹ con ho, ba cũng giật mình. Nghe tiếng dép của mẹ con, trong lòng ba cũng không yên. Nghe tiếng mẹ con nói gì đó với ai, cũng lo vì lỡ mẹ nói với ba mà ba không kịp nghe, sẽ có gai gỗ, có lôi thôi. Riết rồi trở thành phản xạ có điều kiện, như con chó trong thí nghiệm tâm lý, cứ nghe tiếng chuông là chảy nước miếng. Ba sợ mẹ con gai gỗ, khóc lóc, cằn nhằn, nói những điều khinh bạc làm cho ba đau đớn, gán cho ba những tội lỗi. Ba không hề sai phạm. Sự lấn ép của mẹ con, mỗi ngày một chút, từ từ tiệm tiến, nhưng vững chắc và quá đáng. Ngay từ khi ba mới được bảo lãnh cho mẹ và các con từ trại tị nạn đến Mỹ, mẹ con ngày đêm khóc lóc, tra hỏi ba làm gì trong bao nhiêu năm mà ba không mua được căn nhà, phải đi ở thuê. Mẹ con còn nói rằng ba không gửi tiền về nuôi gia đình, không gửi tiền về làm sao mẹ sống phong lưu, đi nghỉ mát hàng tháng ở Vũng Tàu, Đà Lạt, rồi đi vượt biển mấy lần bị mất tiền, bị lừa. Không gửi tiền về thì làm sao mà đi vượt biển được hả con? Hồi ba mới đến Mỹ, tiếng Anh, tiếng U còn ấm a, ấm ớ, nghe không được, nói không ra hơi, phải đi làm lao động chân tay với đồng lương tối thiểu. Công việc thì khi có, khi không. Làm một lúc ba việc, ba nơi khác nhau. Ngày đi làm thợ gói hàng, tối đi làm an ninh canh gác. Thứ bảy, chủ nhật theo các nhóm người Nam Mỹ đi hái trái ớt, trái dâu cho các nông trại. Trời nóng như lửa đốt trên lưng, làm việc lãnh lương theo khối lượng dâu ớt hái được. Cong lưng trên ruộng dâu suốt ngày, cái lưng đau như muốn gãy đôi. Hai tay đen kịch như nhúng bùn vào màu nhựa trái cây, phải chờ lột da mới hết màu đen đủi. Mỗi đêm chỉ ngủ có 3-4 giờ, bao nhiêu tiền làm được gom góp gửi hết về cho mẹ con. Hy vọng có ngày gia đình sớm đoàn tụ. Ba chỉ ăn mì gói, hột gà kho quanh năm. Nhà cũng không dám thuê, chỉ chia phòng ở trọ. Thế mà mẹ con cứ khóc lóc cả ban ngày lẫn ban đêm. Những khi đi chợ đi chơi hỏi tiền để ở đâu, đem cho con bồ nào. Những dằn vặt này kéo dài cho đến gần chục năm cũng chưa dứt. Ba khổ tâm lắm, giải thích cách nào mẹ con không có nghe, không có chịu hiểu. Ban đầu thì không hiểu, nhưng về sau, giả vờ không hiểu ba cũng thông cảm. Vì không phải chỉ ba bị ở trong hoàn cảnh này, nhiều bạn bè của ba cũng phải chịu cái cảnh dằn vặt tương tự của những người vợ qua sau. Hỏi ai sao cũng mua nhà mà ba không mua được. Tiền để đâu rồi? Con biết phải cả hai vợ chồng cùng đi làm và làm công việc có đồng lương kha khá mới gồng mình lên mua được căn nhà. Chứ mới qua Mỹ hả, chưa có việc chuyên môn, chưa công việc lương khá, và bao nhiêu tiền để dành cứ lo chuyển về Việt Nam cho vợ cho con, lấy gì để mà mua nhà, ai bán cho, ngân hàng nào cho vay, có mua được cũng làm sao đủ tiền trả hàng tháng hả con? Mẹ con than vãn, mẹ con so sánh với những gia đình khác, khi nào cũng thở dài than ngắn, cằn nhằn và chê bai. Ba cũng đã làm hết sức mình nhưng không làm sao cho mẹ con bằng lòng. Có lẽ ba cũng có phần có lỗi, vì không đủ tài cán, không đủ may mắn để làm ra thật là nhiều tiền và có những phương tiện vật chất như mẹ con mong muốn. Trong nhà, ba như một tù nhân, một tên đầy tớ, một tên nô lệ. Mẹ con như một bà chủ, một bà mẹ chồng khắc nghiệt đời xưa, luôn luôn dòm ngó, phê bình, nạt nộ ba. Ba co rúm người lại trước cái nhìn quắc mắt của mẹ con. Ở trong bữa ăn, nếu ba vô tình làm rớt hạt cơm hay chút thức ăn ra bàn, mẹ con mắng ba xối xả,
chê bai và nói những lời tàn nhẫn trước mặt con cái, trước mặt bà con họ hàng. Bởi vậy nên trong mỗi bữa cơm, trong lòng ba cũng không có yên, cũng lo lắng sợ vô tình làm rớt giọt canh, rơi cọng rau, mất hết cả tự nhiên, mất hết cả sinh thú trong ẩm thực. Lo lắng, khi nào cũng lo lắng không nguôi. Còn mẹ con nhiều lần làm đổ cả tô canh, làm rớt cả dĩa thức ăn ra sàn, vỡ, tan tành, cũng không ai dám nói một lời nhỏ. Những lúc này, ba chỉ biết an ủi mẹ con rằng không có can gì, ai cũng có thể lúc sải tay. Nói lời an ủi cũng sợ bị quật lại bằng những câu nói đau lòng. Khi ba quét nhà, lau chùi bàn ghế, mẹ con cũng đưa mắt dòm ngó vào các hốc kẹt để tìm cọng rác bỏ sót, đưa ngón tay quẹt vào góc bàn xem có còn bụi bám hay không, để rầy rà ba, chê ba cẩu thả, chê ba làm biếng, bắt ba phải quét lại, chùi lại. Khi ba rửa chén bát, mẹ con cũng đứng chỉ huy và cằn nhằn, tại sao không rửa cái này trước, tại sao không rửa cái kia sau, và giảng giải về cách tổ chức công việc làm sao cho khoa học. Con ơi, ba đã từng đi rửa chén bát nù niu ở nhà hàng nhiều năm rồi, cả ngàn cái mỗi ngày. Chưa có ông chủ bà chủ nào chê bai hay than phiền ba cả. Những khi ba đang dở tay làm một công việc gì đó, như đang đứng trên thang cưa cây hoặc sơn lại bức tường, mà mẹ con nhờ làm việc khác, dù việc nhỏ đến đâu cũng phải buông tay để làm ngay. Không làm liền sẽ có ồn ào, làm liền thì mẹ con lại chê bai trách mắng ba tại sao không dẹp cái thang, tại sao còn để cái thùng sơn ở đó. Việc gì ba làm mẹ con cũng trách móc. Uống nước chưa xong, mẹ con cũng lườm mắt hỏi sao không cắt cái ly ngay và chê ba làm biếng, cắt cái con dao vào chạn. Mẹ con cũng kiếm cớ để phàn nàn nhăn nhó. Áo quần đang thay chưa kịp cắt, mẹ con cũng la hoảng lên. Con biết hết những điều đó, ba nhắc lại cho bác nghe để bác biết cho tình cảnh của ba. Mỗi lần lái xe cho mẹ con đi đâu, cả như một cực hình dọc đường. Cứ thế mà mẹ con cứ ra rã than vãn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chê trách ba đủ điều, bới móc chuyện xưa từ mấy chục năm trước để mắng mỏ ba, dù cho ba không hề sai phạm. Khi lái xe trên đường, mẹ con như ông tướng ra lệnh với giọng hách dịch sai bảo, lái mau, lái chậm lại, quẹo phải, quẹo trái. Rồi á. Đàn bà uống nước. Đấy, nghe Ngọc Phạm đưa cái minh họa, cái hình đàn bà xấu xí lên để cho quý vị cười. Anh đi hình nói là phải nói đọc truyện của bác Lúa Mười, phải cái nồi ngồi trên cái cốc với đủ bộ nghe anh Quang. Rồi, xin cảm ơn. Chưa nghe mẹ con ra lệnh với cái giọng dịu dàng bao giờ, ba là chồng, không phải tài xế, cũng đâu phải là đứa nô lệ đâu. Nói với tài xế giọng hách dịch như vậy, họ cũng bỏ việc hoặc mắng lại cho nhục nhã. Mỗi khi lái xe, ba vừa bực mình vì những lời khó nghe của mẹ, vừa lo lắng sợ đi lạc đường. Nếu chỉ lạc đường một đoạn ngắn, mẹ con làm như trời long đất lở, làm như ba phạm tội sát nhân không bằng. Mấy lần người khác bất cẩn cọ quẹt vào xe của mình, thế mà ba lãnh đủ, bị mẹ con cằn nhằn sỉ vả, nhiếc móc ba cả năm trời. Rồi thỉnh thoảng cũng còn nhắc lại. Rồi những khi mẹ con đọc báo, xem truyền hình, thấy những chuyện xấu xa xảy ra trong xã hội, mẹ con sỉ vả chửi mới trách móc, làm như chính ba là kẻ tội phạm. Đến khi ba phát cáu gắt lên, mẹ con cũng không tha, cứ tiếp tục hành hạ ba bằng những ngôn từ không có tử tế. Vào tiệm ăn bao giờ mẹ con cũng giận ba vì không lấy đũa muỗng kịp thời cho mẹ, vì không lấy đủ khăn giấy hoặc pha trà cho mẹ con quá đầy, quá vơi. Chưa bao giờ đi ăn tiệm chung với mẹ con mà ba được quyền lựa chọn món ăn mình thích. Bởi vậy những buổi trưa đi làm á hả, ba thích ngồi ăn một mình trong tiệm, thấy lòng mình nó thanh thản, nhàn nhã và sung sướng vô cùng. Thế nhưng nhiều khi mẹ con cứ bắt ba bới cơm theo để tiết kiệm tiền. Mỗi sáng đi ra khỏi nhà,
đến sở ba cảm thấy bình yên, sung sướng, thấy bạn bè đồng nghiệp tử tế với mình quá. Ngồi trong sở ba thấy vui hơn ngồi chính trong ngôi nhà của mình. Ở trong sở ba được xem như người cẩn thận, chăm chỉ, thường được giao cho phụ trách những dự án khó khăn. Thế nhưng mẹ con xem ba như người cẩu thả làm biếng, cái gì ba làm mẹ cũng chê bai. Mỗi buổi chiều tan sở, ba nắng ná để về nhà chậm hơn, lái xe chậm hơn, vì về đến nhà tự nhiên cái nỗi sợ dâng lên trong lòng. Mở cửa nhà mà lòng không có vui, nghe tiếng mẹ con nói đã giật mình rồi, giật mình hoảng hốt. Có khi về nhà phải đi nhẹ nhẹ, sợ mẹ con biết là ba đã về. Mỗi đêm ba cũng không có quyền thức đêm để đọc sách, xem truyền hình. Mẹ con ra lệnh đi ngủ, phải gấp gấp thi hành, không thì ba tru tréo lên làm ầm ầm nhà cửa. Ba như một đứa bé 2-3 tuổi phải tuân phục tuyệt đối. Ba đọc sách xem truyền hình mẹ con cũng kiểm soát, cũng phải đọc loại sách này, đọc loại sách kia, phải xem đài này, đài nọ, không cho ba xem, đọc những sách, những chương trình truyền hình nào mà ba thích. Đêm nằm ngủ bên mẹ con, cũng không dám trở mình nhiều, sợ mẹ con mất ngủ, thức giấc dậy phàn nàn câu có, cái lo đi cả ngày vào trong giấc ngủ. Nhiều đêm ác mộng, thấy bị mẹ con dằn vặt, cằn nhằn. Ngay cả bây giờ xa mẹ con vạn dặm, những giấc mộng đó vẫn chưa thôi. Áo quần của ba cũng phải mặc những thứ gì mẹ con mua. Ba không có quyền lựa chọn áo quần cho ba. Tự mua cái áo sẽ có chuyện rầy rà. Mỗi lần đem cái áo đó ra mặc, mẹ con kiếm cớ chỉ trích gây gổ và nói những lời đau lòng khó nghe. Bởi vậy có những cái áo ba không dám đụng đến. Ba phải mặc những thứ quần áo quần mẹ mua cho, dù không ưa, không thoải mái. Mỗi khi mua xe, mua nhà là ba không dám có ý kiến, cứ đưa ý kiến ra trước. Trước hết sẽ bị chê bai, khích bác. Nếu không thì sau này có bất cứ chuyện gì nhỏ nhặt xảy ra cho căn nhà, cho chiếc xe thì mẹ con níu lấy ba để mà đổ lỗi, làm tình, làm tội. Từ năm này qua năm kia khổ lắm con ơi. Ba cứ để cho mẹ con toàn quyền quyết định, làm gì thì làm, nhưng cũng có khi chẳng được yên đâu. Nếu có chuyện bất trắc, mẹ con cứ trách ba là vô trách nhiệm, để mẹ con phải gánh vác một mình. Những khi trong nhà có thứ gì hư hỏng, ba phải sửa chữa và làm với nỗi lo lắng bất an. Sợ sửa không được, mẹ con sẽ chê bai, nhục mạ, nói những lời hỗn láo khó nghe. Còn nếu kêu sợ tới sửa những thứ lặt vặt, thì mẹ con là cứ lải nhải ba bất tài, vô dụng, vụng về. Mẹ con phong tỏa kinh tế, không cho ba giữ tiền. Mỗi khi tìm thấy tiền trong túi ba, mẹ con gây gỗ ồn ào. Hàng tháng khi nhận được kế toán chương mục của ngân hàng, mẹ con dò tìm hạch sách hỏi ba với giọng tra vấn. Tại sao có mục này, tại sao có mục kia, trong lúc chỉ có mẹ con ký ngân phiếu và lấy tiền mà thôi. Ba bảo cứ đến hỏi ngân hàng, còn ba không biết. Nói thế cũng bị mắng mỏ, rằng không biết gì cả. Mẹ con sợ ba gửi tiền giúp đỡ những người bà con ở bên quê nhà, đã giữ hết tiền mà mẹ con khi nào cũng gần xa chửi bới bà con bạn bè ba là ăn bám làm biếng tham lam. Khi ba nghèo khó, ba chịu ơn không biết bao nhiêu người. Khi có chút tiền bạc khá lên thì không ngờ ai nhờ vả ba được một xu nào đâu. Ba tự xấu hổ với lương tâm. Có những bà con bên nhà đau yếu, khó khăn, ba phải mượn tiền bạn bè để gửi về giúp đỡ. Ba còn nợ của bác đây mấy ngàn đồng, đã nhiều năm chưa trả được một xu. Ba đợi đến sang năm đủ tuổi lãnh tiền non, tiền an sinh xã hội rồi thanh toán luôn. Ba sợ nhất là những khi thất nghiệp. Mỗi lần thất nghiệp phải chịu đựng sự dài vò của mẹ con. Mẹ con chê bai ba, đổ cho ba nhiều tội, cho rằng bị ba vô trách nhiệm làm biếng cho nên bị cho nghỉ việc. Mẹ con nói rằng nếu ba khá hơn chút, người ta cho người khác nghỉ chứ không phải là ba. Mẹ con dằn vặt 3 ngày 3 đêm mà thúc hối ba đi tìm việc làm khác, làm như ba không muốn tìm việc vậy. Chưa xong, mẹ con còn bêu ríu, đi đâu gặp ai cũng rêu rao là ba cho nghỉ việc vì bị kém cỏi. Dù cho cái sở của ba làm nó có bị phá sản, mẹ con cũng đổ lỗi cho ba.
Những khi này mẹ con cho rằng ba ăn bám vào vợ, ba tin rằng đời ba chưa hề ăn được của mẹ con một miếng cơm nào. Có ăn được của mẹ con một miếng cơm thì e cũng phải học ra ba bụng máu. Ba còn nhớ cái thời mẹ con được công ty cho một chức nhỏ làm trưởng toán, có ba người nhân viên làm việc dưới quyền. Cái thời này mẹ con còn càng hùng hổ hơn, làm như bà sếp là kẻ chỉ huy tất cả mọi sự, miệng phán ra toàn mệnh lệnh. Ba càng sợ hãi hơn nữa, bà con quen biết cũng phải chịu khó, chịu lay. Có một điều cho đến ngày nhắm mắt, ba cũng còn ân hận, đó là chuyện bà nội con. Ông nội con mất khi ba còn bé, bà buôn bán tảo tần nuôi ba học hành đến nơi đến chốn, có nghề nghiệp vững vàng, có chút địa vị trong xã hội, biết bao nhiêu công phu khó khăn hy sinh để nuôi nấng cho ba. Thế mà khi ba bảo lãnh được bà nội qua đây thì mẹ con hắt hủi dằn vặt, nói nặng nói nhẹ để bà không sống nổi với con cháu, phải về lại bên quê nhà. Rồi bà mất đi mà ba không về được, ba khổ tâm lắm. Để vợ đối xử với mẹ như vậy, không ai có thể dung thứ cho ba cả. Ba có tu mấy mươi kiếp cũng không chuộc lại được tội của ba đâu. Ba biết bà nội đã đứt ruột đứt gan khi thấy ba đau đớn, khi thấy ba đớn hèn, sợ mẹ con như sợ cọp dữ. Ba đã nói, cái sợ như một phản ứng có điều kiện, nó nhập vào trong tiềm thức rồi, đã ăn sâu vào trong bộ não của ba rồi, lý trí không điều khiển được cái sợ, nỗi sợ trong lòng. Còn chuyện vợ chồng, cái sợ nó che khuất cả tình yêu thương. Cái điều sau đây đáng ra ba chỉ nói riêng với bác, nhưng con có thể nghe để học kinh nghiệm cho đời sống gia đình tương lai. Vợ chồng không còn tình yêu say mê khi gần gũi thể xác thì cũng chỉ là một việc trả nợ quỷ thần, làm cho xong bổn phận, và khó khăn lắm mới có thể khởi đầu. Nhiều khi ba tưởng mình đã bị bệnh bất lực. Bạn bè gần của ba ai cũng biết và tránh không muốn đến nhà. Cái thái độ của mẹ con làm họ khó chịu. Những khi có bạn bè từ xa đến thăm, ba lo lắng lắm. Mẹ con chỉ nấu giúp bình trà hay là một tô mì gói cũng than vãn cằn nhằn, không có sức để hầu hạ bạn của ba. Có khi mẹ con không ra chào họ, khách cũng buồn vì nghĩ chủ nhà không muốn tiếp họ. Sau khi khách về, lòng ba lo lắng, sợ sóng gió dậy lên trong gia đình. Bà con gần xa bên nội đều lánh mặt, không muốn giao tiếp với gia đình mình vì thái độ thiếu lịch sự của mẹ con. Gia đình bên nội khinh ba bạc nhược hèn nhát. Họ đúng, nhưng con biết nguyên nhân sâu xa nào đã làm cho ba trở thành yếu đuối bạc nhược như vậy không? Có lẽ vì ba mồ côi cha sớm, suốt một đời ba tha thiết tình phụ tử mà không có. Ba muốn các con phải thiếu mất tình thương của cha. Ba không muốn các con phải thiếu mất tình thương của cha hoặc mẹ trong khi tuổi còn thơ ấu. Ba thấy nhiều gia đình cha mẹ ly tán, con cái bơ vơ đau khổ tội nghiệp lắm. Có đứa phải bỏ học, những đứa khác có thể thành công trong cuộc đời, nhưng vết thương niềm đau trong lòng không bao giờ vơi lấp được. Đó là lý do chính yếu. Bởi vậy nên ba nguyện khi nào các con học xong, kiếm được việc làm tốt, ba sẽ vào chùa tu, rủ sạch lo âu phiền muộn, để hết nhà cửa, để hết tiền bạc, để hết tài sản lại cho mẹ con. Ba không cần mang theo một xu nào cả. Ba đã già, đời không còn bao nhiêu năm, tại sao phải sống trong lo âu, sợ hãi, bực bội, không vui? Ba muốn những năm ngắn ngủi còn lại trong cuộc đời mình thành những ngày tháng thảnh thơi, dễ chịu, thông dong, không có bị kèm kẹp, không bị kiểm soát, không bị dằn vặt, không bị đai nghiến bởi bất cứ ai. Ba bây giờ như kẻ bị tù chung thân đã thoát được ngục tù. Con đừng bắt giam lại, tội nghiệp ba lắm. Ngưng trích và nghỉ viết luôn cho khỏe. Hôm qua tôi viết tới đây mệt quá cho nên post lên rồi tắt đèn, khò một giấc tới mặt trời lên sào. Ai đời viết một bài mà không có phần kết luận, được các bạn bè và người thích đọc chuyện tào lao của tôi cũng dễ tính, cho nên không thấy ai rầy ra mắng nhiếc gì cả. Thôi thì cũng phải viết cho đúng quy trình. Kết luận 1. Bất kể đàn ông hay đàn bà, thời nào ở đâu cũng có kẻ tốt người xấu, chỉ khác nhau ở mức độ xấu nhiều, xấu ít. Tôi viết nhiều lần về đàn ông hư thối, hôm nay đổi tâm viết về mấy bà. Đó là lý do mà đàn bà xấu xí, và vừa rồi chính là bản cáo trạng của nhà văn Tràm Cà Mau. Chứ cũng không có ác ý chi cả, mấy bà tự xét mình đi, coi thử mình xấu cỡ nào, thì cũng là cơ hội tốt mà.
Bản cáo trạng của ông Trầm Cà Mau tôi hoàn toàn không thấy chỗ nào ông đặt điều, nói thêm, nói quá, nói lấy đặng được, nói để dìm hàng phe địch mà bên phe ta. Những thói hư tật xấu đó người đọc không có tận mắt chứng kiến thì cũng nghe đầy hai cái lỗ tai. Thứ ba, vì tác giả Trầm Cà Mau muốn chơi cạn tàu ráo máng với phe địch, cho nên ông gom hết 100.000 tụi đổ dồn hết cho con mụ vợ chằn, vợ chặt của tên nhân vật tên Hùng mà chẳng hùng chút nào. Cớ sự trên đời này làm gì có người xấu tới mức mà không chừa cho ai xấu hết trơn hết trọi vậy trời. Thứ tư, cánh đàn ông nghe đây, nhất là anh Andy Quỳnh, đọc xong thấy cục cưng của mình không có giống chút xíu nào cả. Thấy cái bà chằn lửa trong câu chuyện thì nên khôn hồn giữ lấy kho báu trời ban, chứ có hư thân mắt nét gái gấu bài bạc lười biếng, bà chịu không nổi hả, bà bỏ vô chùa làm ni cô thì coi như hút gió hỏng kiều đó. Còn những bậc truyện phu sinh ra đời với ngôi sao xấu, chẳng may xa nhầm nằm nhầm bế đục, cũng nghe tôi triết lý đôi ba xu mà vặn lại cái dây thiều để sống cho hết kiếp. Mỗi lần bị mụ ái hành cho lên bờ xuống ruộng, hãy nhớ tới ba vị sư tổ là ông Socrates, ông tổng thống Abraham Lincoln và đại văn hào Lev Tolstoy, để thấy rằng trên đời này còn có vạn người bất hạnh hơn mình. Nhìn xuống sẽ thấy mình trúng số, dù không trúng lô độc đắc Powerball 100 triệu thì cũng trúng lô an ủi, cũng là trúng số. Sầu chi cho tổn thọ, sầu mà chi em ơi. Vô chùa đi tu không sướng ít gì đâu, trừ mấy bậc chân tu và mấy đứa tu cụi. Triết lý như vậy cũng đáng 3,5 xu phải không? Điều thứ năm, các bộ chằng mà khi đọc bản cáo trạng của ông Tòm Tràm Cà Bao xong á, được tôi copy thêm mắm thêm muối cho đậm đà, thì hãy lo làm lành lánh dữ để khỏi mắc chồng vào tay .. nhà chùa. Các bà hiền lương thục nữ hãy ráng lên một chút xíu để cho thằng chồng nó cưng, nó đội mình lên đầu 24/7/365 ngày. Sau cùng, gửi cả đám thanh niên ngựa non háo đá đang hùng hục yêu đương, chớ có vì nghe các lời tiền bối hù mà quýnh cả ná, rồi ùn ùn rủ nhau một hai xuống tóc vô chùa ăn chay trước khi ăn mặn. Đừng có thỏ đế như vậy, đời luôn luôn có màu hồng, chứ không phải lúc nào cũng đang thui lui như mõm chó mực đâu. Nếu đàn bà nào mà cũng vậy hả, thì các bậc tiền bối đã cắn lưỡi chết sạch bách rồi. Vui quá, anh em đi hình nói là thôi bây giờ nếu có đi tu thì nên đi tu ở tại cái tịnh xá Bồng Lai ấy, thì vui hơn. Có phải anh em đi hình, tịnh xá Bồng Lai là vui nhất phải không? À, nếu mà đi tu thì nên vào cái chùa đó. Và chị Tiết Bình Nguyễn thì bảo coi như là đẹp cắt dây chuông đi tu vì làm nó quá dữ. Và còn rất là nhiều người comment coi như sao mà chưa thấy cái người đàn bà nào nó ghê gớm như vậy, chưa bao giờ thấy hả? Rất là vui luôn. Thưa quý vị, thằng Quang đọc câu chuyện này mà thằng Quang cứ cười trong bụng. Một mình ông lúa 10 đã là tào lao rồi, ông trích một đoạn của ông Trầm Cà Mau nữa, nhưng mà cái đoạn của ông Trầm Cà Mau viết thì cái văn của nó đọc nó cứ cờ lên cờ xuống, cho đến khi đọc cái phần cuối thì mới thấy đúng là tào lao. Chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tối mai, tối chủ nhật vào lúc 7 giờ tối, chương trình Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối. Xin thân ái kính chào và xin quý vị đừng có quên subscribe vào hai cái channel phụ RSBS và RSBF của gia đình cánh hữu chúng ta. Xin cảm ơn. Rồi, thay lời muốn nói, Ngọc Phạm và Trần Quang xin lưu luyến chia tay, Trần Quang nói hết rồi.